Chiều ngày 15 tháng 2, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng các sở ngành, đơn vị có liên quan đã đến khảo sát cống Tam Sóc, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú. Cống Tam Sóc được xây dựng và hoạt động 30 năm với nhiệm vụ điều tiết nước, ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cống có hai khoang, mỗi khoang 7,5 mét thoát nước vùng Ba Rinh, Tà Liêm, đổ ra sông Nhu Gia tại Mỹ Thuận. Trong những năm qua, cống Tam Sóc đã góp phần lớn trong việc điều tiết nước, đảm bảo cho việc sản xuất của nông dân không chỉ trên địa bàn xã mà còn phục vụ cho các xã lân cận. Do hoạt động nhiều năm và dòng chảy của nước mạnh dẫn đến tình trạng xói lở hai bên cống. Nếu không được khắc phục kịp thời, lúc đóng cống, nước mặn vẫn xâm nhập được vào phía bên trong khu vực cống đã đóng, làm ảnh hưởng đến việc trồng trọt, chăn nuôi của bà con. Đến khảo sát thực tế tại khu vực cống Tam Sóc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Nam nhận định tình trạng cống bị xói lở hiện nay có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Qua đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đánh giá chi tiết về hiện trạng để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu xác định đủ các yếu tố, tham mưu công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp cống Tam Sóc. Cùng với đó, các đơn vị có liên quan có phương án tạm thời khắc phục sạt lở, không để ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên vừa đến trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 và dự hội nghị thanh niên bàn việc nước ở các xã thị trấn trong huyện. Theo chỉ tiêu trên giao, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Mỹ Xuyên sẽ đưa về trên 168 quân. Tại thị trấn Mỹ Xuyên, đồng chí Đặng Văn Vương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã động viên dặn dò các thanh niên, đồng thời cho biết về kết quả thực hiện các chính sách hậu phương quân đội trong thời gian qua. Mong muốn thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị thanh niên bàn việc nước, họp mặt thanh niên trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự là dịp để các bạn thanh niên được gặp gỡ với các cô chú lãnh đạo huyện nhà, cán bộ hưu trí, thanh niên xuất ngũ trở về địa phương, đồng thời được nghe, tìm hiểu thêm những hoạt động trong môi trường quân đội nhằm giúp cho các bạn thanh niên có thêm hành trang trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kế Sách cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn vừa tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, huyện có 162 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an được trao lệnh gọi nhập ngũ. Tất cả thanh niên trúng tuyển đều có sức khỏe tốt, có 9 thanh niên trình độ đại học cao đẳng. Tại buổi lễ, đại diện thanh niên nhận lệnh nhập ngũ đã bày tỏ tinh thần, quyết tâm, sẵn sàng lên đường tòng quân, chấp hành nghiêm lệnh gọi và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh, ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Vĩnh Châu đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường trên địa bàn tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho 191 thanh niên. Qua đánh giá công tác tư tưởng, hầu hết các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ luôn có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước và hăng hái sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có nhiều thanh niên đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Sóc Trăng vừa kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Thạnh Trị. Năm 2024, huyện Thạnh Trị được giao chỉ tiêu đưa 107 quân lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Qua các bước rà soát, nắm nguồn, thống kê thanh niên trong độ tuổi, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn đã tiến hành đầy đủ hai bước xét duyệt, khám sức khỏe đúng quy trình, đồng thời phối hợp chặt chẽ thâm nhập, nắm bắt tư tưởng các thanh niên và gia đình. Đến thời điểm này, các hồ sơ danh sách công dân nhập ngũ đã hoàn tất. Tại buổi kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện của huyện Thạnh Trị, đồng thời cũng yêu cầu huyện củng cố hồ sơ chặt chẽ, tiếp tục tuyên truyền, chuẩn bị tốt giao quân được thuận lợi. Kết quả kiểm tra, đoàn chấm huyện Thạnh Trị 98,50 điểm, đạt loại xuất sắc.